Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một tiệm bánh của Paris Package 2. Rất là xinh luôn. Nhưng mà đặc biệt là mình toàn là mua Bororo thôi nha mọi người. Đây là Bororo. Đây là nữa. Và đây. Bây giờ mình sẽ ăn bánh trước nha. Bororo. Đây là bánh. Wow, mùi thơm rất là kinh luôn. Nó cứ rớt quà vậy. Đây là dạng bánh bông lan nha. Bên trong thì nó không có nhân nha mọi người. Bây giờ ăn thử nha. Rất là thơm. Độ ngọt thì vừa phải nha. Béo luôn. Cực kỳ béo luôn. Rất là ngon luôn nha mọi người. Bây giờ thứ hai. Nani? Bororo. Loại này thì ôi ôi, rất là thơm luôn nha mọi người. Loại này thì có hai mùi nha mọi người. Mùi thứ nhất á, là sữa, còn mùi này á, là mùi dâu nha. Rất là thơm luôn. Đây nha. Mềm, cực kỳ mềm luôn nha mọi người. Đây, nó có in hình Bororo đây. Cực kỳ mềm luôn. Rất là mềm luôn mà thơm dã man luôn. Thơm mùi dâu tây. Nó vừa béo mà nó lại vừa thơm cái mùi dâu tây á mọi người. Loại Bororo này á là đang hình thành ở Hàn Quốc luôn. Bây giờ thì mình sẽ uống cái loại này thử thôi nha. Đó, rất là xinh luôn nha. Cái nắp thôi mà đã làm như vậy rồi. Trời ơi, sao mà khó vậy ta. Ra rồi, ra rồi. Cái đầu em Bororo. Vừa hương cam và vừa hương xoài nha mọi người. Ở đây nó có để nè. Nước thì nó cũng hơi sệt sệt đó mọi người. Giống như là mình dắt từ ở ở ngoài cái trái ra luôn á. Mình không có pha á. Bây giờ uống thử nha. Thử. Y như là ở trong cái trái cây mà người ta dắt ra luôn á mọi người. Với lại nó nhẹ nhẹ của mùi cam và nó hơi nhẹ nhẹ của mùi xoài á, trộn chung á mọi người. Wow. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Và cuối cùng em Bororo của Sô-cô-la. Em này á, thì ra từ rất lâu rồi nha mọi người. Em này á, thì nói chung là cũng khá là mắc á mọi người. Còn em này á, là 2500V á, khoảng gần 50.000 tiền Việt Nam mọi người. Nhưng mà có tí xíu như vậy thôi. Mùa này do nóng rồi có nó dễ bị chảy lắm mọi người. Đây, rất là xinh luôn nha. Đây đà. Bây giờ thử nha. Nó béo quá. Nó béo của sô-cô-la mọi người. Độ ngọt rất là tự nhiên luôn. Cái vị thì nó chỉ là vị sô-cô-la thôi nha mọi người. Đặc trưng của nó là thấy nghe mùi sô-cô-la thôi. Nhưng mà rất là ngon luôn. Nhưng mà em này ăn rất là nhanh. Wow, rất là xinh luôn.